Chào bác nhé. Tiếp tục lại cao buổi chiều. Con máy 12.000. Lại đi thở lại. Nhà em lại mang đi lắp cạnh nhà mấy. Vậy bác nào có nhu cầu về điều hòa thì lại liên hệ với em. Thì tiếp tục buổi chiều ngày hôm nay em lại giới thiệu cho các bác hai con điều hòa của dòng Viền Đen. Đó là 20.000. Đấy, 20.000 và 24.000. Đây là hàng cao cấp nhất của dòng Panasonic. Đây là trong những cái mẫu hot của dòng Pana. Anh nào quan tâm thì bởi liên hệ. Bởi vì thực tế ở giờ phút này thì điều hòa những cái dòng hiếm, hàng hiếm như này thì bắt đầu nó khan hiếm dần rồi. Bởi vì mấy ngày vừa qua nắng nóng thì anh em cũng lắp rất là nhiều cái nhu cầu của điều hòa. Thì trên thực tế của nó thì ngày hôm nay thì em bán cũng khá là được từ sáng giờ 3 bộ, 4 bộ rồi. Đấy thì cũng chắc chỉ còn một vài bộ nữa là có thể hết. Đấy, với những con hai con 20.000 BTU Viền Đen và 24.000 cũng là Viền Đen nhé. Đấy, thì những cái con này thì các bác lắp được những phòng khách lớn. Để các bác có cái nhu cầu sử dụng về phòng khách như là ta khách đến chơi nhà, hoặc là bởi mấy ngày vừa qua thì ngồi đâu cũng thấy lắm ở cái khu vực miền Bắc của chúng ta. Đấy, thì do biến đổi khí hậu thì cái mùa hè thì nó còn dài. Đấy, vậy bác nào quan tâm thì với em thì liên hệ với em hai con Viền Đen này sở hữu đầy đủ công nghệ Nano Eco Navi và có mặt dâng auto clear rộng ràng, cảm thấy thân nhiệt nhé. Đây, hai con này đều như nhau. Và con duy nhất bên trong này thì nó có thêm một cái là hiển thị màn hình nhiệt độ báo phòng con 24.000. Đấy. Rồi, vậy bác nào quan tâm với em hai con này thì liên hệ với em sớm. Vâng, xin chào các bác.